Rồi mời cả nhà. Đây là một mâm gỏi đu đủ nè. Hấp dẫn chưa? Tiếp theo là chuối sầu dừa. Nãy chuối cũng của người bạn đem lại. Đây là dĩa trái cây. Chính giữa là trái lê Hàn Quốc cũng của chị bạn đem lại. Bánh củ cải chiên. Một món rất là hấp dẫn. Đây là những món khoái khẩu không đó cả nhà. Để làm chuối sầu dừa cả nhà biết sao, mình được một nải chuối người bạn cho, nó cũng hơi hườm hườm rồi, thành thử là mình sẽ hấp chứ còn mình không có nấu. Rồi nước dừa đây mình mua 300 g, người ta đã ép sẵn. Để vô nước dừa thì có bột bán, giờ mình để một miếng nước vô. 100 g bột bán với mình nửa nửa trăm gram bột gạo để làm cái nước dừa. Chú sầu dừa mình làm chỉ có bao nhiêu công đoạn đó thôi cả nhà ơi, bao nhiêu cái nguyên liệu đó thôi. Bây giờ mình để vô sẵn mình hấp nè. Nước nó cũng lăn tăn sôi rồi, chuối mình hấp chín rồi cả nhà. Bây giờ thì mình lột để cho nó nguội, nguội lắc rồi mình sắc ra. Chuối đã lột xong hết rồi, bây giờ thì ông xã sắc giùm mình cái phần phần này. Chuối rất là ngon cả nhà ơi, người bạn vừa hôm qua vừa mới cho mình có ý tưởng liền, chuối vườn nhà của người bạn. Nguyên một quầy cắt ra một nải cho mình. Nó vừa dẻo, mình sợ nó chín mình đã thảy tủ lạnh liền. Sáng nay mình không có nấu mà mình hấp nó thành thử nó dẻo ngon lắm. Bây giờ ông xã sắc giùm mình để mà lát hồi mình thắng nước dừa ăn. Mình bắt nồi lên để mình làm nước dừa ăn với lại chuối sầu dừa nha cả nhà. Bây giờ thì mình đổ cái nước cho dảo của nước dừa nè, chừa cái cặn lại. Mình cho ở đây là 3 muỗng dung đường, muỗng cà phê với một góc muối chút xíu thôi. Nước ít quá thì mình cho thêm một chút nước nước lã vô. Được, mình nấu cái bột bán nè cả nhà. Đây mình có một nửa trăm gram cái bột gạo, mình để nước vô mình cho nó tan ra, để mà một hồi đổ vô nước dừa cho nó có độ sệt. Phần nước dừa dảo mình đã sôi rồi, bây giờ mình để cái nước cốt vô, tại mình để nước cốt vô sớm quá thì nó sẽ mất cái độ béo. Đây mình quậy từ từ cái bột. Rồi nước dừa của mình sôi mình để bột vô. Khi để thì mình cũng quậy đều. Ngon quá cả nhà ơi, thơm béo ngậy à.
những hạt bột bán nó đã chín rồi. Để làm rỗi đu đủ thì ở đây mình có 1 ký đu đủ bào sẵn và rau răm để trộn với gỏi nha cả nhà, và 800 gram tôm. Sáu trăm gram da heo với lại thịt ba chỉ, tỏi chanh ớt thì mình để làm nước mắm chua ngọt ăn với lại gỏi đu đủ. Bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình bắt sủng lên, mình hấp cái da heo với lại ba gỏi. Mình hấp như vậy thì nó sẽ ngọt cái thịt nha cả nhà. Mình luộc thì nó mất cái chất ngọt. Để làm nước mắm chua mình ăn với rỗi đu đủ thì cho 3 muỗng canh đường. Nước mắm này thì mình làm lạc nha cả nhà. Tại vì mình ăn gỏi đu đủ mình mới chan cái nước mắm nhiều nó mới ngon. Bởi vì mình làm 3 muỗng dung đường, nhưng mà nước mắm thì mình chỉ 3 muỗng bằng. Nước mắm này làm sao có dung được. Rồi 2 muỗng chanh, 6 muỗng nước. Rồi giờ mình quậy lên cho nó tan. Đường nó tan rồi, bây giờ mình đổi tỏi với lại ớt bằm vô. Đã hoàn thành một chén nước mắm chua ngọt để ăn với gỏi đu đủ. Giờ thịt với da heo đã mềm rồi, mình để nguyên ở trong sửng nha, cho nó nóng với lại nó không có bị dai nha cả nhà. Mình tắt lửa, mình bắt xuống. Bắt nước lên luộc tép thì mình cho một chút muối. Ở đây mình để một miếng dầu ăn vô nữa. Rồi bây giờ mình cho mấy tép nó vô. Nó còn sống thì phải canh me đậy lại. Nó nhảy tăng tăng. Rồi bánh củ cải mình bữa hổm mình làm nhiều, mình để dành cho mấy người bạn bữa đó không có lợi đó. Giờ mình đem đi chiên, mà chiên với cái dầu nhiều á, ăn rất là ngon, cái mùi đặc trưng riêng của nó. À, cả nhà thấy nó vàng, cái củ cải nó giòn giòn, ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nay thì nhà mình làm gỏi đu đủ ăn với lại tôm, thịt, với bún, rồi chuối xào dừa. Chuối xào dừa thì người bạn hôm qua đem lại chuối lại cho, cái có ý tưởng làm chuối xào dừa luôn. Rồi còn bánh củ cải chiên nữa, bánh củ cải là hồi bữa hổm làm cái clip đó, làm nhiều lắm, tính mời mấy bạn lại mà rốt cuộc có công chuyện đó, không ai lại. Mình thử ra mình chờ lên và mình chiên. Thì anh đứng lấy cái bánh củ cải, ăn món bánh củ cải trước cho cả nhà. Bánh này chiên rất là đặc trưng nè. Đây. Ăn cái thôi để mình vừa chừa bụng ăn cái gỏi đu đủ. Nữ ăn 2 cái không? 2 cái.
hai đi, cho nữ hai cái rồi chị, hai cái luôn đi. Một cái đi, bỏ ăn cái này được không lấy? Xin thêm. Rồi đi, bây giờ cái dĩa đó ra. Nước mắm này, nước mắm củ cải. Còn cái này lắp lắp này đúng không? Rồi có, mình chi ra nước mắm cho. Đấy, được rồi. Đấy, đấy, đấy. Yeah. Nè, nè, đấy, đấy. Nè, nước mắm này. Rồi mời cả nhà dùng bánh củ cải với mình nha. Rồi, bánh mời. Củ cải chiên. Cảm thức bánh củ cải chiên của mình coi như sao. Rồi bữa hổm này làm bánh củ cải trùm mền. Bánh củ cải trùm mền chị biết gì không? Lấy hột vịt đó là chiên á, chiên đà để lên. Ông xã làm vợ đem đi trùm mền. Được không ạ? Ký Hiền nó vừa mới ăn và ăn rồi còn dưỡng chất. Nước mắm là nước mắm này là ăn quá giờ quê. Sao? Chiều đó cái da nó giòn giòn trên. Mỗi lần thì má mình có làm bánh củ cải nhưng mà chỉ là hấp lên thôi. Chứ chưa mới vụ ăn chiên, bữa nay mới lần đầu tiên ăn bánh củ cải chiên. Thì hấp hấp rồi cái mình thích ăn chiên mình chiên. Những ngày mình để tủ lạnh nè. Bữa hổm cũng có chiên nữa. Nhưng mà bữa hổm mình làm trong cái sẵn. Để tủ lạnh rồi chiên lại nó mới ngon hơn bữa hổm. Nó giòn giòn cái da ở ngoài, cái bề mặt có ngoài nó ngon. Trong thì nó dẻo. Ăn trúng mà tôm kho nó giòn giòn. Tại nó ăn chiên rửa riu riu mà. Cái này có bộ ngon hơn bánh chi bánh bánh mà hấp không nha. Bánh tư. Vô. Cái này là sâm phải không em? Sâm. Xương sâm. Xương sâm. Ngon, cái này ngon thiệt. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ăn chiên là ngon quá. Tuyệt vời. Rồi bây giờ tới món đu đủ nè. Đu đủ. Mình ăn lấy gấp đi. Dính. Hai vợ chồng làm xong ăn trước. Để chém ớt này ra. Còn tép. Dĩ da. Một ít bún. Yeah. Còn chứa gầu gần nha. Ba gọi. Một tí đậu phộng vô. Không ăn trước rồi phải đậu phộng. Rồi. Là cái đúng. Gấp cái đưa tới trên trời luôn. Rồi tép. Ăn tép nhiều đi nha, còn nữa đó. Nguyên cái chợ sáng ăn đi mua chỉ có một chỗ một bán cái loại đu đủ thôi. Nó bầu thôi. Ở chỗ dãy mật hạt đó em. Dạ. Cái hỏi mấy người ta bào bắp chuối rồi đó. Rồi lại tới chỗ này, ở đây chỉ có mình đâu bán. Cái này hỏi mình mua cái đu đủ sống á, mình bào á. Thì đó mình phải sống cái đầu bào nữa. Cái đó có cái đầu cạo cạo nha. Rồi. Đó, còn mình mua cũng hên xui chứ đu đủ, còn họ làm chuyên nghiệp họ mua cái nó nhìn ngon thì nó ngon này. Không nhìn đi. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn gỏi đu đủ với mình nha. Mời cả nhà. Nước mắm ngầm gỏi đu đủ thì mình làm ngầm nó lạc lạ. Tại mình chan nó nhiều nữa. Nước mắm, ngon quá. Đây là đậu phộng đây. Ta mà làm đúng bản mà ăn chinh quá. Đúng rồi, mày ăn có đậu phộng ngon hơn. Ừ. Đậu phộng mịn quá, đậu phộng ăn cái căng hột to.
có tại để tập trung với cái sườn dừa này không? Ăn hai ba dĩa đi nha. Bao hết năm không nữa hả? Bao hết năm không? Chưa biết. Ngon quá à. Đúng rồi. Da heo chúng ta gọi là sáng là hấp. Sáng có luộc hấp nó mềm. Để nó mềm là nó ngọt ngon. Nó không bị mất nước. Đúng rồi, cũng đến bà gọi đó. Ừ, tôi gọi này ngọt quá. Ừ. Đúng rồi, hấp nó ngon hơn là hấp ra. Luộc nó mất nước hết trơn. Luộc nó ra cái chất ngọt vô trong nước rồi. Nào bây giờ mình có ăn bún thì bún riêng. Đu đủ, gỏi đu đủ đi. Chứ không có ăn nhập chung, bữa nay ăn nhập chung nó vừa lạ nè. Lạ này cũng ngon. Ăn gỏi đu đủ là phải có bún chứ ngon. Nào giờ không biết ăn cái vụ này. Cái này nó ngon luôn, nó lát nó không có cầu. Ừ. Không, không biết cái vụ mà ăn chung vậy nè. Tìm bữa thứ hai. Tháng năm chị hai ơi. Hết năm rồi. Cái da heo nãy em luộc rồi em cũng để ra để trong tủ cho lắm. Nó mềm. Nó khô quá. Khô không chứ nhá. Đang hơi gió mềm. Dầu gầm còn nè. Còn. Ăn dầu gầm vô. Có dầu gầm nó ngọt. Đặt trên luôn đó. Dạ. Không thể nào thiếu có dầu gầm. Nếu là mất đi cái mùi gỏi đu đủ rồi. Không thể nào cứu được đâu. Đúng rồi nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Giống như là ăn trứng lộn vậy đó hả? Đó. Rau khác không? Rau tôm khác là tôm mình phải vô đủ phải vô ra. Cái này là cái này là ăn tráng miệng. Cũng đã dài mình xin chào tạm biệt cả nhà. Khi yêu thích cái video của mình thì cả nhà cho mình xin một like, một đăng ký và share.
Kính mến chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc nhé. Rồi, xin chào. Xin chào.